Kính thưa đại chúng, con một cái nick xin được giấu tên. Kính bạch Thầy, con có một chuyện con rất mong được Thầy giải đáp cho con. Trước khi biết đến chồng con đã có quan hệ nam nữ với một người khác. Nhưng kể từ khi kết hôn cho đến nay, con vẫn chưa nói chuyện đó với chồng con và chồng con vẫn chưa biết gì về chuyện này. Con vẫn luôn day dứt về chuyện đó. Con không đủ dũng cảm để nói ra. Không biết như vậy thì có phải con đang dối trá không ạ? Xin Thầy cho con biết như vậy thì con có phạm vào tội gì không ạ? Con xin tri ân công đức của Thầy. Bạn này, bạn xin giấu tên. Chúng ta cũng rất là thông cảm. Và cái chuyện như của bạn gái này, Thầy nghĩ bây giờ không phải là hiếm đâu. Không phải là hiếm nhé. Bạn này chắc là một Phật tử rồi. Thì các con biết là Đức Phật dạy Phật tử tại gia chúng ta giữ năm giới. Trong đó có cái giới không nói dối. Giới thứ tư là không nói dối và nói sự thật. Nhưng giới của Phật ở đây không có cái giới là Phật bắt phải nói sự thật. Phật không bắt phải nói, nghe không? Mà Phật nói là nếu đã nói là nói đúng sự thật. Chứ Phật không bắt phải nói ra hết đâu. Mà Phật dạy chúng ta nói thế nào? Phải nói đúng lúc, nói đúng thời, nói đúng người, đúng căn cơ và nói lợi ích các con ạ. Nói ra nó phải lợi ích. Cái cuối cùng là lời nói mình ra nó phải được lợi ích cho mình và cho người mới nói. Nói đúng lúc, nói đúng thời đấy là đúng lúc đấy. Nói đúng người, đúng căn cơ và phải nói lợi ích các con ạ. Chứ Phật không bắt mình cái gì cũng phải nói. Không có cái giới là cái gì cũng phải nói. Không có. Nhá. Vậy thì câu chuyện của bạn gái này, bạn đã có quan hệ trước khi xây dựng gia đình, khi lấy chồng. Cái chuyện ấy, thời đại bây giờ thì nó cũng là việc sư phụ cũng nghĩ là thông cảm thôi. Các con nam cũng như nữ, không phải là yêu một người là lấy được ngay đâu. Nhiều khi các con tình cảm nó cũng cảm thấy chín muồi rồi, trao thân cho nhau rồi, nhưng mà rồi lại đổ vỡ. Đấy, có người coi như là ăn hỏi sắp cưới rồi lại bỏ nhau. Và cái chuyện ấy rất bình thường. Đấy. Thế rồi thì đến với người sau, thì mình không phải là nguyên vẹn nữa. Nhưng thường phụ nữ thì hay có mặc cảm lỗi, tội lỗi với chồng, với cái người sau này, người đến sau đó, hay có mặc cảm. Thế nhưng ở đây, ấy, sư phụ nói đấy, nếu các con là một Phật tử nha, thì các con biết là Đức Phật chỉ dạy chúng ta nói sự thật, không nói dối thôi. Chứ Đức Phật không bắt chúng ta phải nói hết sự thật. Không phải nói hết, cứ viết cái gì phải nói. Và Đức Phật còn dạy chúng ta phải nói làm sao? Đúng thời, đúng người, đúng căn cơ và nói lợi ích. Nếu sự thật nói lên mà nó không lợi ích cho ai cả, không cần nói, không cần nói gì cả. Nghe không? Ở đây ấy, gọi là người ta chưa khảo thì tội gì mình xưng? Không? Anh ấy không khảo thì mình xưng làm gì? Các con cứ hãy giữ cái đấy là bí mật, một cái bí mật riêng tư suốt cả cuộc đời mình được mà. Nghe không? Mình giữ lấy. Và ở đây ấy, thì Thầy cũng khuyên bạn này, bạn hãy coi ấy, cái bí mật này nó cũng là một cái nỗi đau đấy. Biến cái nỗi đau này trở thành hành động yêu thương bù đắp cho người chồng của mình hơn. Nghĩ chồng mình thiệt thòi, cho nên mình sẽ bù đắp cho anh ấy nhiều hơn, yêu thương anh ấy hơn, chăm sóc anh ấy nhiều hơn, nó sẽ tốt hơn. Và các con làm được việc này, người phụ nữ người ta làm được việc này, thấy chồng mình là người thiệt thòi và mình phải bù đắp cho anh ấy, mình phải yêu thương anh ấy. Cái điều đấy các con biến nỗi đau trở thành sức mạnh hành động yêu thương. Cái đó lại càng tốt. Không nhất thiết cứ phải nói toạc ra với anh làm gì. Phải không? Còn khi nào anh ấy đã rất thông cảm, thấy vợ chồng rất là hiểu nhau, mình thấy tư tưởng anh cũng rất là thoáng. Phải không? À, rất là thoáng, anh thoải mái. Nghe không? Đấy. Giống như là Từ Hải gặp Thúy Kiều á. Thúy Kiều khi gặp Từ Hải, trước khi gặp Từ Hải là đủ hết rồi, là cô gái lầu xanh rồi. Phải không? Nhưng mà Từ Hải là một tướng quân, dâu hùm hàm én mày ngài, phải không? Thế nhưng mà đối với Thúy Kiều, Từ Hải có chê trách gì đâu.
Nghe không? Vẫn yêu thương như gì và yêu thương rất mực luôn. Và nhiều đấy vì kiều mà hy sinh cả thân mình đấy. Đấy, cho nên người chồng mình mà cũng như Từ Hải thì lúc ấy thoải mái nói, không ngại gì cả. Hay là ta đợi đến lúc mà anh tất cả mọi cái anh rất thoải mái, anh sẵn sàng đón nhận, mình phải cân nhắc thật kỹ để giữ cái hạnh phúc gia đình. Mình nói ra, anh hoan hỉ, anh bảo chuyện vặt, chuyện nhỏ, nghe không? Không vấn đề gì cả. Đấy, có nhiều người đàn ông nói chuyện vặt, chuyện nhỏ nhưng mà sau đó không phải chuyện vặt, chuyện nhỏ đâu. Người ta để bụng đấy. Mà đến khi nào mình có một vấn đề gì một cái, ta lại hạt đỗ nhỏ trở thành một cây cổ thụ là chết đấy. Nghe không? Thế cho nên mình phải cẩn thận. Cho nên ở đây Thầy nói là có những cái bí mật ta không cần thiết phải nói hết ra. Có nhiều cái trong cuộc đời mình không cần phải nói hết đâu các con ạ. Và không phải cứ nói hết mới là người tốt đâu. Và giới ở đây Đức Phật dạy các con là nói thì nói lên sự thật thôi, chứ không phải nói tất cả sự thật. Mà Đức Phật dạy là nói lợi ích, nói ra nó phải lợi ích. Ở đây lợi ích là gì? Là hạnh phúc gia đình, là tình cảm vợ chồng, là gia đình con cái. Mình nói ra mà chả được lợi ích gì thì nói làm gì? Mà anh có khảo mình đâu? Anh không tra khảo vào thế ngày xưa em có yêu ai không? Em có còn nguyên vẹn không đâu? Anh có hỏi thế đâu? Anh đã lấy mình, anh rất... Rồi, nghe không? Thế cho nên ở đây Thầy khuyên bạn này là tốt nhất thì bạn cứ giữ gìn nhá. Và đặt thẳng mục tiêu là không cần nói luôn đi, cho nó yên lành, nghe không? Đấy, và biến cái này ấy, trở thành hành động yêu thương anh ấy nhiều hơn, bù trì những cái thiệt thòi cho anh nhiều hơn. Ở đây các bạn trai có nhất trí thế không? Đấy, đấy Thầy ấy. Đấy, Sư Phụ nghĩ thế nó sẽ hay hơn nhiều và hạnh phúc sẽ ấm lên nhiều hơn, nghe không? Và người phụ nữ thì người ta làm cái này rất giỏi, người ta biến nỗi đau, biến cái này trở thành sức mạnh yêu thương rất là mạnh. Sau hôm nay Sư Phụ giảng bài này rồi về, chắc chắn bạn ấy sẽ yêu thương anh hơn nữa đấy, nhiều hơn nữa. Đấy. Trong kinh thì Đức Phật dạy thế này này, quá khứ đã qua, không truy tìm nữa, tương lai chưa đến thì không mộng tưởng, hiện tại, hiện tại chân thành, sống an nhiên. Đấy, cho nên ta nên sống trong giây phút hiện tại. Nghe không? Mình đang có một gia đình êm ấm, ta hãy trân trọng nó, giữ nó. Và cái nỗi đau quá khứ ta đừng gợt ra làm gì, cái vết thương ta không cậy ra làm gì, nó đã lành rồi, nó đã liền sẹo. Để đấy, nghe không? Không làm gì nữa nhé. Thầy chúc cho bạn sẽ biết tu tập, nghe không? Chăm nghe Pháp của Phật, giúp cho mình có thể an định, giúp cho mình có thể hóa giải những cái nỗi đau trước đây và để biến thành được cái hạnh phúc trong hiện tại nhé. A Di Đà Phật. Này tất cả 10 cặp tân lang tân nương, các con đã trải qua những cái nghi thức hết sức là đặc biệt, phải không? Hôm nay cũng là lần đầu tiên trong đời các con được lễ nhau. Sau này lúc nào mà có cái gì hãy giận nhau chút, ra trước Phật và hai đứa lễ nhau cho Sư Phụ nhé. Lễ nhau xong rồi là hết cãi nhau đấy. Thế bây giờ Sư Phụ sẽ thay lời của Chư Tôn Đức Tăng Ni có mấy điều căn dặn đến các con. Các con á, tới đây có thêm rất nhiều cái bổn phận. Ai sinh ra đời cũng đều phải có bổn phận hết ấy. Bổn phận là công dân, bổn phận là con người, bổn phận làm con. Thế nhưng các con tới đây thì có thêm những cái bổn phận. Cái bổn phận mà Sư Phụ nhắc các con nhớ, thứ nhất là bổn phận làm con. Làm con phải hiếu thảo với cha mẹ. Các con bây giờ không phải chỉ có hai cha mẹ, mà có cha mẹ hai bên là đến bốn cha mẹ. Cũng có thể có những con là vắng mất một cha hoặc một mẹ rồi chẳng hạn. Nhưng mà các con sẽ có cha mẹ hai bên. Thì các con phải hiếu thảo cung kính cha mẹ hai bên như nhau, không được chênh lệch bên nào, bên nặng bên nhẹ nhé. Bên đằng vợ, bên đằng chồng cũng phải cung kính cha mẹ như nhau, đối xử như nhau, không được nặng bên nào, nhẹ bên nào. Các con nhớ chưa? Đấy là bổn phận làm con, phải hiếu thảo phụng dưỡng cha mẹ. Cha mẹ đã sinh các con, nuôi các con đến tận này, dựng vợ, gả chồng. Bây giờ các con phải tự lập và còn phải lo cho cha mẹ khi bắt đầu cha mẹ già yếu, phải chăm sóc cha mẹ, dưỡng nuôi cho đến cha mẹ đầy đủ tất cả. Sau này cha mẹ mãn phần cũng vẫn phải lo đầy đủ hết. Đấy mới gọi là tròn cái bổn phận làm con. Các tân lang tân nương nhớ chưa? Đấy là cái thứ nhất.
Cái thứ hai là bổn phận là gì? Các con là vợ chồng phải thủy chung với nhau. Lúc nãy đã lễ trao nhẫn và nguyện trọn đời sống thủy chung. Như là bố vừa mới dặn đấy, vào thủy chung không phải chỉ đến ngày đầu bạc răng long đâu, mà thủy chung trọn đời. Chứ không phải đến đầu bạc răng long rồi vẫn lại đi ra bên ngoài là không được. Cũng có những vị đến đầu bạc răng long nhưng vẫn còn đi ra ngoài, nghe không? Bỏ bê vợ này không được. Ở đây là sư phụ nói là phải thủy chung đến trọn đời mình nhé. Đấy là nghĩa vợ chồng, bổn phận vợ chồng. Thứ ba, các con rồi sẽ làm cha làm mẹ, sẽ sinh ra những đứa con rất là yêu thương, rất là xinh đẹp của mình. Thì các con nhớ làm cha làm mẹ khó lắm đấy. Không phải mình cứ sinh con ra là mình lập tức được làm cha, đủ tư cách để làm cha làm mẹ đâu con ạ. Nha. Mà đây ấy, phải học làm cha làm mẹ. Làm cha thì phải nghiêm khắc, làm mẹ thì phải từ ái. Nghe chưa? Cha nghiêm, mẹ từ. Ấy nhưng mà không phải cha nghiêm mà nghiêm khắc một cách lạnh lùng. Cha nghiêm mà trong nghiêm lại phải có cái từ. Mẹ từ, từ tức là thương yêu, chiều con. Nhưng mà thương con, đừng chiều con để con hư. Chiều quá thì lại hư. Cho nên là trong cái từ của mẹ lại phải có cái nghiêm khắc với con thì mới dạy được con nên người. Cho nên cha nghiêm, mẹ từ, nghiêm mà phải nghiêm từ, từ mà phải từ nghiêm. Các con hiểu chưa? Nhớ hai cái này phối hợp với nhau mới dạy được con nên người. Cái việc dạy con bây giờ sư phụ nói là rất khó, vì các con đâu có sinh đẻ nhiều, chỉ có hai đứa thôi, phải không? Nhà nước cho hai đứa, sinh nhiều thì cũng có thể được, bây giờ thì mở rồi. Nhưng mà nuôi trẻ con bây giờ khó hơn các cụ ngày xưa. Các cụ ngày xưa con đàn cháu đống đây, như cụ Phú của nhà sư phụ là 14 người con, 12, 14 người con, vẫn nuôi được rất dễ. Nhưng bây giờ có con nuôi con là rất khó. Trẻ con bây giờ dạy các cháu rất là khó. Cho nên phải có phương pháp dạy con, phải học cách làm cha mẹ mới dạy được con. Không thì con lớn lên nó hư là khổ cả cuộc đời mình. Con cái là tương lai của cha mẹ, là hạnh phúc của cha mẹ. Sư phụ ở chùa phải nghe rất nhiều cha mẹ lên đây than thở: Thầy ơi, Thầy làm sao để giúp con, lễ cho con bán được nhà. Bảo sao bán nhà? Vì con nó đánh bạc, nó hút chích, giờ nợ nần con phải về bán nhà. Nhiều lắm đó con ạ. Đấy, vì con không dạy, không biết dạy con thì sau này khổ suốt một đời các con ạ. Khổ suốt một đời, khổ lắm. Cho nên các con nhớ, phải nhớ cái này. Vừa nãy hai vợ chồng, hai đứa đã lễ nhau nguyện phải chăm sóc dạy dỗ con cái nên người. Cho nên các con phải nhớ, phải học nhé. Học cách làm cha, làm mẹ, học cách dạy con. Đó, các con nhớ chưa nào? Đấy là điều thứ ba. Điều thứ tư là các con lại có thêm anh em mới, anh em của nhà chồng, anh em của nhà vợ. Thì bổn phận làm anh làm em phải sao? Anh em phải đùm bọc nhau, thương yêu nhau trên kính dưới nhường. Trên kính tức là đối với người trên, người lớn hơn mình phải giữ chữ kính. Đối với người nhỏ, đối với các em của mình phải nhường nhịn, phải bao dung. Đấy, cái nghĩa anh em bảo đệ là như thế, phải trên kính dưới nhường, đùm bọc nhau. Sau này cha mẹ già héo đi, mất đi, các con là phải giữ làm sao cho tình anh em mãi mãi đoàn kết. Vì các con là khúc ruột trên, khúc ruột dưới của cha mẹ mà, đâu có khác nhau đâu. Cho nên anh em phải thương nhau, đùm bọc nhau, trên kính dưới nhường, bảo ban nhau được, để cho cha mẹ vui lòng. Cha mẹ có khuất núi ở thế giới bên kia, cha mẹ cũng vẫn an lòng, vẫn hoan hỉ nhé. Đấy là cái bổn phận của anh em. Thế rồi, tiếp cái bổn phận nữa, các con này có thêm bạn, thêm bè, bạn của chồng, bạn của vợ. Cho nên bây giờ khó hơn và đông thêm bạn hơn. Không phải lấy vợ, lấy chồng rồi là mình mất bạn, không phải. Mình vẫn có bạn, vẫn chơi với bạn, nhưng có khác một chút. Các con bây giờ trai là trai có vợ, gái là gái có chồng. Cho nên chơi với bạn bây giờ là phải có khoảng cách, với những người bạn khác giới là phải có khoảng cách nhé. Bây giờ các tân lang các con ấy là thành người chồng rồi, đi chơi với bạn gái là phải giữ gìn, phải có khoảng cách nhất định, vì mình là trai đã có vợ. Mình cư xử không khéo, vợ mình ở nhà nó buồn, nó khổ, nghe không? Thế còn con gái cũng thế, các con bây giờ là gái đã có chồng, đi chơi với bạn trai cũ ngày xưa cũng phải giữ khoảng cách, nghe chưa? Đấy, chứ không được thân mật như xưa nữa. Đều phải biết mình là người đã có gia đình rồi. Có như vậy các con mới giữ được hạnh phúc gia đình, nó bền chặt. Các con nhớ chưa nào? Đó là sư phụ chỉ nói đến 5 cái bổn phận. Bổn phận làm con, bổn phận của vợ chồng,
bổn phận làm cha, làm mẹ, bổn phận là anh em và bổn phận bạn bè. Còn nhiều những cái bổn phận khác nữa, nhưng năm cái này là chính, các con thực hiện thật tốt thì cuộc sống mình được tốt đẹp. Nha. Yeah.